Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Trong những năm gần đây, Zumba, chương trình thể dục vũ điệu gốc Latin rất được ưa chuộng tại Hoa Kỳ. Một số trung tâm thể dục trị liệu nói rằng chương trình này là một trong những môn thể dục được ưa chuộng nhất trong năm nay. Video sau đây đưa quý vị đi thăm một lớp dạy Zumba để tìm hiểu tại sao. Lớp Zumba này tại Alexandria, Virginia có không khí giống như một buổi liên hoan. Nhiệt tình của các huấn luyện viên dường như lây sang mọi người. Leonardo Linz và Roberto Macales là các huấn luyện viên của Zumba được chứng nhận. Họ mở trung tâm thể dục này khoảng 1 năm rưỡi trước đây và dạy Zumba 6 ngày một tuần. Khi mở lớp đầu tiên, chúng tôi hy vọng có khoảng 30 người tham dự. Nhưng hôm đó có 75 người đến. Môn thể dục dựa trên vũ điệu Latin của họ cũng có pha trộn những nhịp điệu quốc tế nữa. Và từ đó tới nay đã phát triển không ngừng. Giờ đây, những lớp này trung bình có gần 200 người. Sandy Ross tham gia lớp này 18 tháng trước đây. Sau buổi học đầu tiên, tôi thấy yêu mến lớp này. Tập môn này rất vui, giống như đi khiêu vũ nhiều hơn, nhưng thật sự là tập thể dục. Tôi đã sụt được gần 117 kg. Đó là Lauren Goodnough, tập Zumba mỗi ngày. Năm đầu tiên tập ở đây, tôi sụt được khoảng 20 kg. Khi đi khám sức khỏe hàng năm với bác sĩ của tôi, ông đã bỏ bớt một toa thuốc, và toa thuốc kia thì giảm bớt một nửa. Như vậy, rõ ràng là bệnh cao huyết áp của tôi đã khá lên rất nhiều. Công ty tập môn Zumba do Beto Perez, một huấn luyện viên người Colombia thành lập và du nhập Hoa Kỳ lần đầu tiên vào năm 2001. Công ty này có trụ sở ở Florida cho biết hiện nay có 14 triệu người trong 150 nước tham gia những lớp hàng tuần. Đại hội Zumba mới đây tại Orlando phản ánh tính phổ cập của môn này. Hơn 8.000 fan của Zumba từ khắp nơi trên thế giới tụ họp lần đầu tiên trong đại hội kéo dài 4 ngày. Zumba đôi khi được sử dụng cho một mục đích xã hội. Trong sinh hoạt này tại Washington, có hơn 300 người tham gia để gây quỹ giúp những người trẻ tuổi bị nhiễm HIV/AIDS. Chúng tôi tổ chức nhiều buổi sinh hoạt Zumba có đông người tham dự để quyên tiền. Trường Cao đẳng Thể dục Trị liệu Hoa Kỳ thừa nhận rằng Zumba rất có lợi cho sức khỏe. Bác sĩ Pamela Peak là một phát ngôn nhân của trường này. Rõ ràng, Zumba là phương pháp tuyệt vời trong thể dục trị liệu bệnh tim mạch và một số bệnh khác. Nhưng có nhiều yếu tố khác ta cần phải thêm vào hoạt động này. Có nghĩa là chăm sóc cho mình về phương diện tinh thần, như giảm stress và dĩ nhiên là vấn đề ăn uống nữa. Bác sĩ Peak nói rằng lối sống quân bình của miệng mồm, trí tuệ và cơ bắp rất cần cho một cuộc sống lành mạnh.